không? Không có cái cực cỡ đấy mà. Quên. Ủa, quên gì dài ngắt. Có thấy không? Đây đây. Thấy chưa? Thấy rồi. Ui giời ơi. Con này dài. Ui. Này. Ui. Con gì đây? Ui ui ui. Ui ui ui. Ui ui. Con đúng đuôi rồi. Ê, cao thế. Đẹp thế. Chào cả mọi người nhá. Ôi, sinh đang bắt cá ở khu này thì thấy có một con rắn, mà con này sinh chưa nhìn thấy bao giờ mọi người ạ. Nó dài mà màu nó như màu kiểu như là màu trắng ấy, màu gì ấy, trông nó lạ lắm. Mà mình thấy nó lao ra và đuổi từ đằng kia dạng này mà không thấy ở đâu cả. Ôi đêm vẫn còn này tiếc lắm, cái con gì này, con này đúng không? Tụi nó lạ lắm mà nó dài nó to cơ. Không biết đâu, có thể tiếc lắm. Ông ơi nhanh lên, ông ơi này, ông đang nghe ông ơi. Này là nó biết đặng kìa. Tài thật. Nhanh lên ông ơi, khu này ông ơi. Có thêm một con rắn nó dài mà nó lạ lắm. Trong cái con gì vừa trong này này. Ôi, con bồ ở khu này mà. Đấy, con gì vừa trong này này. Không thấy ở đâu cả. Bên đây ông nghe này, con sao bên này, con chắn đầu sao ở trong bên đấy gì? Trong cái cửa trong đống này này. Trong đấy hả? Ừ. Nhưng mà không biết nó có rắn độc không, mà con thấy là nó to dài trắng trắng. Câu chỗ nào không nhỉ? Đoạn này này. Đây. Lấy dài một đoạn đi. Tao không nhìn thấy. Có thấy không? Không có cái cực cỡ đấy mà. Quê. 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 Dài lắm. Có thấy không? Đây đây. Thấy chưa? Thấy rồi. Quê. 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 Đi, mày đi vào đây, cứ đuôi đi. Lại này đúng không? Ôi, con này nã lắm. Đây. Đây thấy. Mày nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi, đây cái đuôi mà. Cái đầu đây này này. Ôi, dài thế á. Ôi, nó dài. Đấy, để mình chạy trước. Để chạy bắt đầu đây. Ôi trời ơi. Con này dài. Ôi. Được. Đây, cái đầu đây. Đầu đây không ơi. Đây. Ôi, con nhìn thấy con màu trắng trắng mà. Mày neo đây sao?
nó có. Ê, con gì lạ lắm, tao chưa nhìn thấy con này đâu. Con cũng thế, con chưa bắt được con này. Không biết con này con gì không ạ? Ôi giời ơi. Ê, con cầm lên cho nó là con gì nhá. Ui, con gì? Ui. Cầm lên xem nào. Con dạ thế. Ui. Ê, con gì nhỉ? Ui. Để con xem là con này. Con xem kỹ con này con gì nào. Không biết con. Ê, như kiểu con hổ ngựa ấy. Hả? Con hổ ngựa. Không, con hổ ngựa nó màu này á. Không phải đâu. Ừ, như nè. Nhìn như con hổ ngựa. Con gì nhỉ? Nhanh lắm. Con này cực nhanh. Cái giống cũng kiểu con hổ ngựa nó cũng nhanh lắm. Không biết giống con hổ ngựa nhỉ? Ừ. Hay là con rắn rồng ấy. Ê, cao thế. Ui, đẹp thế. Xoay gương à, nó xoay gương à. Chui nỗ. Ui, ông ơi. Ông. Con nghi là. Con gì? Con này nè. Để con thú mất đã. Cái mổm nhá. Mày túm rắn đâu bảo nhá. Để nó phải rút đầu đấy. Thế mới túm chứ đừng túm ở trên. Ui, ơi, cái mồm. Cái mồm này. Dây. Túm rắn để nó rút đầu xuống thì hắn túm. Ôi, ui giời. Ôi, dài thế. Ui, nút đầu mày. Ui, phải 2 mét không ạ? Hơn 2 mét. Ui, ôi, con cao 1m67 mà. Nó cao này phải hơn 2 mét không ạ? Ui, ôi, tao có 1m2 mà nó vượt trên một đoạn vậy á. Ui, sao bàn vậy? Mà con này nó là con gì nhỉ? Ui, con gì không? Về có bầm chả không? Con này chúng nó nạ nạ kiểu gì ấy? Có bầm chả không? À. Hay con nhớ ra con này con nhìn giống như kiểu con thạch anh ấy không ạ? Con thạch anh ấy, tao chưa nghe bao giờ. Thật, này cái màu này. Sau cái chỗ này đen đen nhá. Sau này cái màu này nó lại bị đột biến rồi sao vậy? Này đen đen này. Sau chỗ này nó lại kiểu vàng vàng không ấy. Mày bỏ cái đầu tao xem, mày bỏ cái đầu xem, cứ bỏ ra. Đấy, thật nó đâu nó. Không. Này, đấy, nhìn nạ hoắc đây. Con này là tất cả các dạng rắn nhá. Để nhận thức ra con nào độc hoặc con nào không độc. Thì con không độc thì nó đầu của nó dài. Bởi mày nhìn con rắn ráo ấy, con gì cũng phải xem. Toàn bộ đầu như vậy là con không độc. Vâng. Còn con độc thì bao giờ đầu nó cũng bành bành mà ở cái vạ mang cái này. Đây là nó có bầu độc, nó bành. Thế thì con này đúng. Con này độc. con nghi con này là con thạch anh rồi. Con nhìn giống con thạch anh lắm. Con này nó cực kỳ là quý hiếm luôn đấy ông ạ. Thế à? Bắt nuôi bắt về nuôi. Hay bắt phải nuôi chứ. Tôi phải nuôi đi. Ôi giời ơi. Vậy cho tao ơi, nhà tao có cái nồng. Cho ông á? Ừ, nhà tao có cái nồng. Tao phải cho chắc. Thì con tặng ông cũng được chứ sao đâu mà con không cho ông. Không, nhưng mà nó biết ăn mồi gì. Nó ăn mồi cá, tao chỉ đi ăn cá. Từ lúc con đi bắt rắn bây giờ hôm nay con mới bắt được con này đấy. Nhà tao chỉ có cá, nó có ăn cá. Thật. Mọi người ạ. Mọi người có thể comment phía dưới giúp Sinh em là con này gọi con gì nhá. Thì Sinh đoán thì con này là con thạch anh mọi người, không biết có phải không. Đấy thì mọi người comment phía dưới giúp Sinh em là nó là con gì. Thì bây giờ ông ở cho ông nhưng mà Sinh không cho đâu. Sinh tặng ông được không? Con tặng ông nhá. Tao nhìn con này tao không biết thạch đấy. Anh như thạch gì nhưng tao giống con hổ ngựa. Này mọi người thấy không? Nó dài. Thôi, đấy, tặng thì tặng đi cứ tiếc. Đấy, con, cái gì? Đây con tiếc, tặng ông. Tiếc. Cẩn thận nó cắn đấy. Nó cắn đấy không ạ? Sao con này hôi thế? Hôi hơn hổ mang nhiều. Thì con đâu con lên hôm nay lần đầu tiên con bắt được con này đấy. Sao nó cũng giống con hổ ngựa nhỉ? Mấy hai con rắn rồng ấy. Ủa. Sao hôi thế nhỉ? Cầm nó hôi. Nên cái chóng hết cả mặt đâu ạ. Hay nó phun độc vào mặt. Thôi đi ông cầm về ông nuôi ông làm gì làm đi con cho ông ấy. Kể cả quý hiếm gì con cũng tặng ông. Thôi mọi người ơi. Thì có lẽ là clip này xin phép dừng ở đây thôi. Sinh mới lại mấy con lại tiếp tục đi săn đây. Thì hiện tại bây giờ là quần áo người ngậm nó là cũng bẩn hết rồi thì cố gắng bắt ít cá nữa. Cậu gì? Mùi cái cậu gì? Nó hôi mùi cậu gì? Thì kệ ông muốn làm gì làm con cứ tặng ông là được rồi. Đấy thì bây giờ ông con mình bắt ít cá nữa là về sẽ chế biến này hẹn mọi người những video sau nhá. Thì mọi người đừng quên và ủng hộ cho Sinh cũng như là mới ông con bằng cách là nhấn nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp Sinh nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Bye bye. Đi ông ơi. Bye bye. Đi.